Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà lại quay trở lại với kênh Hàng Nhật của em. Em tiếp tục có video mới cho ngày hôm nay, ngày 28 tháng 6 và tối nay em sẽ giới thiệu với anh chị chú bác mình một số cái sản phẩm hàng sinh nhật mới về ở shop em. Hy vọng là cả nhà mình sẽ thích những cái món hàng trong video này. Số điện thoại của em đang có để ở trên màn hình. Anh chị có thể nhắn tin hoặc là gọi điện thoại hoặc là tiện nhất thì mình kết bạn Zalo với em để mà mình chốt món hàng mà mình ưng ý nhất. Shop em đang có chương trình miễn phí vận chuyển cho đến hết tháng 6 anh chị nha. Và xin lưu ý là em nhận chuyển khoản 100% đi đơn, không có ship code cũng như là không có nhận cọc anh chị ha. Đầu tiên thì em có cái túi này rất là xinh luôn, cái kiểu dáng nó cực kỳ độc lạ và trẻ trung nha, siêu mới luôn anh chị. Mình nhìn sơ mình sẽ tưởng nó là da bò nhưng mà nó không phải da bò, nó sẽ là dạng như da tổng hợp mà rất cao cấp luôn ha. Này mà người ta nói với anh chị da bò thì mình cũng nghĩ nó da bò luôn. Nó giống với đợt em có bán mấy cái sản phẩm mà hàng của thương hiệu này nè, cái này là của thương hiệu Charlotte & Kay đó, thì mấy cái túi màu nâu với lại màu trắng đó anh chị, thì nó sẽ là dạng da hãng cao cấp ha. Nó cũng không phải là dởm mình xài một hai lần mà nó hư đâu. Và khi mà anh chị ra ngoài cái store của Charlotte & Kay thì người ta vẫn bán như vậy anh chị nha, tại hãng người ta làm như vậy ha, chứ không phải là cái nào dởm hay là không dởm mà không phải da bò nha. Cái này siêu đẹp luôn, trên đây người ta phối với cái quai là cái quai bằng cây tre, cây trúc hay là cái cây gỗ thật gì đó anh chị, đẹp lắm. Cái chữ Charlotte & Kay là người ta dập ở chỗ này nè, đó, rất là xinh luôn ha. Rồi người ta chưa tháo cái siêu này luôn, độ mới siêu cao luôn. Mẫu này bên trong thì còn tem tác đồ này kia, có một ngăn lớn và một cái ngăn đắp nhỏ nha anh chị. Charlotte & Kay dập ở đây. Cái kiểu của cái túi này nó rất là độc lạ nha anh chị, form này là form đeo chéo luôn ha. Rồi em đo size trước nè, size ngang được là 17-18 nè, cao lên là được 17.5. Cái điện thoại iPhone thì mình để vừa, còn để điện thoại này thử. Cái điện thoại này thì để nó hơi chật nha anh chị. Điện thoại của anh chị nào size nhỏ hơn cái size này, nhỏ hơn cái miệng này nè, thì mình hãy chốt nha. Đó, size này là 16 khi mình để vô nè, nhưng mà bên dưới này nó bự hơn chút. Thì iPhone là em thấy là vừa đó, còn mấy điện thoại lớn hơn chút thì nó mình nghe kỹ cái thông tin ha. Rồi người ta may cái chỉ nổi rất là đẹp luôn, kiểu như dạng phơm hộp đúc anh chị, đẹp dữ lắm luôn. Rồi dây nhỏ đây, sáng trưng anh chị ơi, rất là đẹp. Rồi dây thì mình tăng chỉnh thoải mái ha, dây thì có nhiều nút sẵn cho mình tăng chỉnh nè. Túi này độ mới nó phải cỡ trên 92-93%, rất là mới luôn. Nó không có cái hộp thôi, nó còn cái sợi dây tác đâu đây nè anh chị, nhưng mà nó không có còn cái miếng tác nha, chứ còn cái sợi dây tác nè, rất xịn ha. Rồi mẫu này em bán cho mình với giá là 650, anh chị chốt giùm em mã số là K1, giá 650 nha anh chị ơi, mã K1 giá 650, rất là xinh, độc lạ. Kiểu này thì nó trẻ nha, không có lớn tuổi nha. Thường thường á, hàng si mà mình kiếm kiểu mà nó trẻ trẻ chút xíu như vậy là nó hơi khó đó anh chị. Đa số là nó sẽ mình gặp được những cái mà độ mới cao dành cho các cô, các chị lớn tuổi đi làm thôi, còn trẻ trẻ như vậy hiếm ha. Nhưng mà cái này nó đẹp lắm. Mã K là chữ chữ cái đó anh chị, ABCD đó, rồi tới chữ K. Rồi tiếp tục em có một cái túi này bằng da bò. Mẫu này thì bằng da bò thật nè, da nó là da xịn sò luôn ha. Nó có một hai cái vết trầy ngay đây, và cái móng tay người ta xài ngay đây thì mình thấy chỗ này nó có nhiều cái vết nè. Em đang chiếu cái đèn vô đó cho nên là nó có cái vết gì là anh chị thấy hết trơn luôn ha. Nhưng mà tại nãy giờ giới thiệu hàng màu đen nhưng mà cái bàn của em nó cũng màu đen nữa, mình thấy nó hơi khó. Tí hồi mấy cái màu nâu đồ này kia mình nhìn nó dễ hơn. Size là 20 nè, nhân với lại 23. Mẫu này thì điện thoại ví tiền là vô tư nha. Cái này là bằng da thật nha anh chị, rất là xinh. Ủa cái này mình chỉ demo thôi chứ không có ảnh hưởng gì hết. Mình mở nút ngay đây nè. Đó, lót là lót vải anh chị ơi. Dây là dây đeo chéo. Form này nó cũng trẻ chứ không già đâu. Đó, dây đeo chéo mình tăng chỉnh thoải mái nha. Khoen khóa là còn sáng trưng luôn. Rồi bên trong này thì là lót vải, không có hiệu nha. Mẫu này thì không có hiệu, nó chỉ là da thật thôi, nó không có ghi thương hiệu anh chị ơi. Em bán cái này cho mình với giá là 650.000 luôn. Mà cái này là da thật ha, nhưng mà nó không có hiệu cho nên em bán giá 650. Còn cái nãy thì nó có hiệu, nó không phải da thật nhưng mà nó đẹp dữ lắm, nó độc lạ vô cùng ha, nó hàng có hiệu. Rồi giờ dễ nhìn hơn anh chị ơi. Mã số là K2, giá là 650 nha. K2 giá 650 giùm em cho cái túi này, mã K2 dùm em nha anh chị ơi, K2. Rồi tiếp tục em có một cái túi này màu vàng quá trời xinh luôn, hiệu của nó là La Tour Eiffel nè. La Tour Eiffel này mình không xa lạ gì nè, em cũng có bán mấy túi của thương hiệu này rồi. Giờ để em chỉnh này xa chút đây, cho mình nhìn được cái túi nó bự lên. Đó, ok anh chị ha, vậy đi. Rồi cái form túi quá trời xinh luôn, da thật nha anh chị, hàng da thật của Pháp ha. Size ngang miệng là được 38 nè, ngang đáy là được 23, cao lên là được 25. Quá trời đẹp luôn, túi này cực kỳ mới nha.
siêu mới luôn á, độ mới góc cạnh, độ mới cái da cũng như là cái khoen khóa nè, nhìn dạng khoen nè anh chị. Cái này là mới trên 95%. Có khóa kéo miệng nha, khoen khóa chỗ này thì dập hiệu, có khóa kéo miệng lớn anh chị ạ. Hàng bên trong lót vải dập hiệu. Nhưng mà cái lót thì nó hơi dơ. Đây, chưa để coi trên cái tag trước nè. Hiệu này có từ năm 1881 anh chị ha. Có một ngăn khóa kéo nhỏ bên trong này. Mẫu này thì mình mua sử dụng giùm em thôi. Tại cái vết này nè anh chị, vết này là giống như cái vết người ta dán cái keo á, và cái keo nó màu đậm hơn so với cái màu vàng này, thì anh chị thấy nó có cái vết theo cái lằn keo ha. Keo rồi xong người ta có mai luôn, nhưng mà người ta dán keo cho nó cứng xuống á, nhưng mà mình thấy cái lằn keo nha. Rồi. Rất là đẹp ha, hình như là có cái tem China ở đây. Made in China nha anh chị, hàng hiệu của Pháp, Made in China. Nó có hơi dơ ở cái lót, còn bên ngoài da rất là đẹp luôn. Đó. Đẹp cực kỳ ha. Rồi. Chị nào mình không quan trọng tới cái lót mà mình thấy thích cái túi này thì mình chốt giùm em nha. Em bán cái này cho mình với giá là 750 nha. Em định bán 850 đó, nhưng mà do cái lót nó hơi dơ chút xíu em bán 750 ha. Mã số là K3. K3 giá 750. K3 giá 750 cho cái túi này nha anh chị ơi. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo em có một cái túi da bò. Này là hàng hiệu của thương hiệu là Gianfranco Lotti của Italy ha, Ranzi này là của Italy. Chữ Ranzi, Firenze này nè, giống như một cái tỉnh thành phố nào đó của Ý á vậy. Mình nhìn cái chữ đó là mình biết, hoặc là Milano đó, thì mấy cái tên đó là tên của Ý á. Mình nhìn cái đó đã thay thế cái chữ Italy được á anh chị ha. Cái này bằng da bò, foam này nó giống như cái túi Gold Fuel hôm trước em bán nè. Mình cầm cái túi nó rất là nặng tay, đầm tay, kiểu hàng xịn á, kiểu da xịn á anh chị. Size ngang là 24, cao lên là 22, độ dày của nó là 10 cm. Khóa có hơi trầy nhẹ nha, nhưng mà còn rất là đẹp. Mẫu này thì em chưa lau chùi dính bụi đó, chứ còn người ta đẹp lắm nha. Hàng này được made in Italy chỗ này đây. Trời ơi, nó xịn, dây này dường như chưa xài luôn. Dây đeo, chéo đeo vai hay dường như chưa xài cái sợi dây. Bên trong này là người ta lót da logo hãng nha. Lót da logo hãng có hai ngăn lớn, một ngăn khóa kéo nhỏ như vậy. Rất là đẹp nha anh chị. Form này thì mình xách tay cũng được, hoặc là mình gắn dây mình vô mình đeo cũng được luôn. Độ mới của cái túi này nó cũng rất là cao ha, nó cũng tương đương với túi Gold Fuel, túi Đức hôm bữa video hôm qua hôm kia gì đó. Nhưng mà cái hiệu này thì cái giá nó không có cao như là cái hiệu Gold Fuel anh chị nha. Em bán cái này cho mình với giá là 900 ngàn. Nhưng mà nó rất là đẹp. Anh chị nhận cái túi là mình thấy nó xuất sắc, mình cầm cái túi mình biết hàng VIP liền. Nó đầm tay dữ lắm anh chị. 900, mã số là K4 nha. K4 giá 900. Hôm nay đa số là em bán hàng túi mới về, hình như em không có soạn túi sale á. Túi sale em cũng còn nữa, nhưng mà tại vì soạn hàng không có kịp, cho nên là đợi video sau ha. Hôm nay, ngày mai, ngày mốt là em liên tục lên hàng luôn. Anh chị nào mà mình cần em gửi liền luôn á, thì mình có thể nhắn giùm em là gửi liền ha. Còn không là em sẽ gom đơn là tối thứ sáu, nguyên ngày thứ bảy, nguyên ngày chủ nhật, sáng thứ hai em đi đơn nha anh chị nha. Có nhiều hàng về lắm, cho nên là nếu mà em tranh thủ lên hàng để giới thiệu được nhiều á. Chứ còn mình ngồi gói hàng thì nó tốn thời gian anh chị ha. Cho nên là anh chị nào cần gấp thì mình có thể ghi giùm em là gửi liền giùm anh chị ha. Còn không thì em sẽ gom đơn lại tới thứ hai em đi đơn một lượt nha anh chị ơi. Rồi. Đây, cái túi này thì nó rất là đẹp. Cái logo này không phải là Gucci đâu nha. Nó sẽ là kiểu cái kiểu vậy thôi, chứ nó không có phải hiệu Gucci đó anh chị ha. Mà nó là bằng da, để em coi kỹ coi nó là da gì. Nhìn sơ sơ thì em thấy nó sẽ là giống như là da da bò mà phủ bóng lên anh chị. Người ta có phủ một cái lớp bóng 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 lên anh chị ha. Đúng rồi, da bò phủ bóng nha anh chị ơi. Hàng hiệu này là của Paris, hiệu này là của Pháp nha, đẹp luôn. Đây còn dây xin của nó luôn nha, dây xịn luôn nè, da bò, đúng rồi anh chị ha. Đó, dây còn mới lắm, cái túi này rất mới luôn. Túi này mình mua tặng nhau được luôn anh chị, để cho đo size nha. Size ngang là được 25, cao lên là được 17, độ dày là 10 cm. Bên trong là hàng hiệu của là Figaro Magazine Earth ai gì đấy, Paris ha. Bên trong lót vải dập hiệu hãng luôn, có một ngăn lớn một ngăn khóa kéo nhỏ. Dây thì mình xài thì mình gắn vô đây là mình xài thôi anh chị nha. Rất là đẹp xịn, người ta chưa tháo cái siêu chỗ xanh chỗ này nữa nè, đẹp lắm. Mẫu này mới trên 95-97%. Góc cạnh thì nó có hơi sần rất là ít thôi, kiểu như là hàng trưng bày đó anh chị. Mẫu này em cũng bán cho mình với giá là 900 ngàn, mã số của nó sẽ là K5, giá 900.
Hàng cao cấp, hàng độ mới cao thì giá dĩ nhiên nó phải nhỉnh hơn hàng sale nha anh chị ơi. Bình thường anh chị mua hàng bên em, shop em là tầm 500, 600 là mình thấy thường gặp á. Còn hàng tiền triệu này lâu lắm rồi. Em mới về cái lô đợt hàng đẹp này đó anh chị. Chứ còn trước đây là em bán hàng giá tầm tầm như vậy không à. Nhưng mà như vậy thì có nhiều anh chị không có mua được. Cho nên là có nhiều mức giá ha. Thì hàng như thế nào thì em sẽ có cái mức giá phù hợp với cái món hàng đó cho anh chị mình chọn nha. Em có một túi này thương hiệu là Challet Jordan, hàng da bò. Challet Jordan này là hiệu của Pháp anh chị. Cái túi này là bằng da bò nha. Mẫu này thì xách tay, không có thiết kế dây đeo, không có thấy gắn cái dây đeo vô nha. Và nó cũng còn sổ, còn thẻ đồ kia của Challet Jordan luôn, rất là đẹp anh chị ạ. Challet Jordan cũng như là Challet and K hay là Bia Kẹt, nó cũng là những cái thương hiệu của Pháp. Rồi, khoan khóa sáng trưng ha, lót bên trong là sạch đẹp rồi. Mẫu này thì mình chỉ xách như vậy, không có thiết kế dây. Ở đây có một hai cái kiểu như cái dấu trầy móng tay cho mình cầm tới cầm lui thôi. Này là em để form mới sơ sơ thôi nha. Khi gửi cho anh chị thì form nó đẹp không? Phía sau mặt túi thì nó có một hai cái vết sờn trên da như vậy. Đó. Nó mặt sau thôi, còn mặt trước rất là ok. Túi này đẹp lắm anh chị, khoan khóa thì còn sáng luôn nha, bằng da bò xứ Quan Tâm, hàng hiệu của Pháp. Màu của nó là màu cam. Size ngang là 28, cao lên là 21, độ dày là 13. Do nó có hơi hơi trầy trầy xước xước như kiểu như sờn sờn da đó, cái này mình lao không biết ra không, cho nên là em cũng báo như lỗi luôn nha. Em bán cái này cho mình với giá là 780 ngàn, chốt giùm em mã số là K6, giá là 780 ngàn, một chiếc hàng hiệu của Pháp mà da thật đó anh chị. Mình nghe 7-800 cái mình cũng hơi ngại là mua cái túi si gần có triệu bạc á, nhưng mà tính về cái giá trị của nó thì nó rất là cao, cho nên mình cũng không cần phải lăn tăn nếu mình thích cái túi này anh chị nha. Rồi tiếp tục, em có nãy giờ cái form giống giống nhau ha. Túi này là hàng hiệu của là Bele Bele Bosa hả ta, để em coi coi, lâu rồi em không có gặp cái hiệu này. Ghi chữ Bele, có cái dây đây. Dây này là dây đeo chéo nè. Chất liệu của nó sẽ là da canvas phối với lại da bò mọc. Nó ghi chữ Bele như vậy nè. Bele Bosa đó anh chị, hiệu này của Italy ha. Có miếng tết da đây, tức là cái phần màu nâu này là cái da mọc, da thật đó anh chị. Còn cái phần màu xanh hạt hạt đó đó là da canvas nha. Rồi, mẫu này thì nó có cả dây đeo nha anh chị ơi. Độ mới cũng còn rất là cao luôn, hàng hiệu của Ý. Size ngang là được 32, cao lên là 26 nè, độ dày là được 12 cm, khoen khóa dập hiệu hãng hết luôn. Mấy mẫu này thì các cô các chị mình đi làm được, mình đi tiệc thì nó hơi to nha. Mẫu này thì đi làm là chủ yếu, hoặc là mình có thể đi công việc gì đó thì nó phù hợp hơn, chứ còn đi tiệc thì nó không hợp. Chỗ này nè, mình kéo tới kéo lui cho nên nó hơi gịch cái miếng này ra một chút nha, nhưng không ảnh hưởng khi mình xài đó anh chị ơi. Độ mới còn rất là cao. Hàng si thì nó cũng không không có vấn đề này thì nó có vấn đề kia ha, tự chung lại là nó không có lỗi, không có rách, không có kiểu như xài không được á, thì quá ok rồi nha. Độ mới cái này em báo khoảng cỡ 88-89%. Em bán cái này cho mình với giá là 780 ngàn luôn. Đó là em trừ mấy cái điểm em báo rồi đó. Chốt giùm em mã số là K7. K7 nha, giá 780 cho cái túi này. Rồi, tiếp tục. Em có một cái túi này thì nó bằng da tổng hợp anh chị ơi, ghi chữ là The Bat Premium gì đó mà New York, nhưng mà nó là da tổng hợp á. Nhìn sơ tưởng da miếng không á, nhưng mà check kỹ lại thì nó là da tổng hợp nha anh chị, phôm hợp. Độ mới rất cao. Size ngang là 30 nè, cao lên là được 24, độ dày đáy là được 13 cm. Cái form nó giống giống như Birkin á, nhưng không có phải là 100% cái form Birkin nữa, nó tựa tựa thôi. Cái này thì còn cái dây luôn, có cái dây đeo luôn anh chị ạ. Dây là dây zin của túi luôn ha. Bên trong đây á, thì là có một ngăn lớn và một ngăn nhỏ đắp vô đó, nhưng mà điều nó là da tổng hợp nha anh chị, phía sau lưng không có ngăn, nhưng mà nó rất là mới ha. Em bán cái này cho mình với giá là 450, chốt giùm em mã số là K8, giá 450 ha. Giá thì đã bao gồm phí vận chuyển rồi, tại vì em đang miễn phí vận chuyển mà, anh chị yên tâm chốt nha. Mã số là K8, giá là 450 cho cái túi này. Rồi tiếp tục, em có một cái này là cái ba lô anh chị ơi. Ba lô này là lông thật phối với lại da bò, phối với lại cái phía trước này giống như là nhựa đúc đó anh chị. Miếng này giống như miếng nhựa, miếng cao su đúc vậy đó. Cái này là ba lô của nữ nha, độ mới rất là cao, có thương hiệu là Justo gì nè.
Là phía trước này ha, cái này là mặt trước nè. Rồi. Rồi vậy tức nghĩa là ở đây chắc chắn là nó sẽ có một cái gì đó để gài vô cái này, nhưng mà nó không có nữa, nó mất rồi. Đó. Rồi, chỗ này là lông thật nè anh chị, miếng này là lông thật nè. Rồi ta làm họa tiết như vậy đó. Cái phần quai nè, mấy cái chi tiết nhỏ này là bằng da bò ha. Còn cái thân này nó cũng là cái dạng giống như phía trước này luôn, giống như miếng nhựa đúc đó anh chị. Rồi, ở chỗ này nè, mình thấy có hai cái lỗ này, giống như là trước đây nó sẽ có một cái gì đắp qua đây để gài cái nút này nha. Cái này đựng được nhiều đồ lắm, kiểu nó như phong hộp vậy đó. Bên trong này á là lót vải nha anh chị ơi. Lót vải màu đỏ, hàng có hiệu by Magenta gì nè. Nhưng mà nó có hơi kiểu bán lỗi chỗ này rồi nha anh chị, nó không có cái chỗ này á, không biết nó là sao nữa. Cao lên nó là được 32, bề ngang là được 24, độ dày của nó sẽ được là 13 cm. Em bán cái này cho mình với giá là 420 ngàn nha, 420 ngàn cho cái ba lô này. Mình xài cũng vô tư bình thường thôi, nó cũng rất là đẹp. Mã là K9, giá là 420. Mã K9 420 ngàn cho cái túi này. Rồi tiếp theo em có một cái này là da dập vân cá sấu này, dập vân cá sấu nha, màu của nó là màu rất là xinh như vậy đó. Để em coi bên trong nó có nó có hiệu nha anh chị ạ. Hiệu này của Milano, là của Italy nha anh chị, hiệu này của Ý. Đây còn dây nha, bên trong mình để đồ vô thì mới thấy được cái form ha. Rồi bên trong này người ta lót nhung nha anh chị, hàng hiệu của Andrea Bossi Milano, được made in Italy nha. Rồi bên trong là có một ngăn nhỏ lót vải, còn hai ngăn lớn bên đây, hai ngăn đắp ngay đây. Cái này là da thật dập vân cá sấu ha, chứ không phải da cá sấu nha anh chị, da bò dập vân cá sấu, còn dây đeo chéo luôn. Mẫu này thì mình xách hoặc là mình đeo đều đẹp hết, đi làm công sở thì là đúng bài luôn ha. Còn mình đựng quần áo thì chắc được 1 đến 2 bộ nhỏ nhỏ mỏng mỏng thôi. Size là 30 nè, nhân với lại 26, nhân với lại 13 cm. Cái này em bán cho mình với giá là 590 ngàn, 590 anh chị ha. Cái này giá rẻ đó anh chị. Mã số là K10, giá là 590 cho cái túi này, mã K10 anh chị. K10 giá 590. Chỗ này thì nó có một cái gì, cái này không biết cái gì nữa anh chị ha. Nó góc cạnh thì nó cũng hơi sờn nhẹ thôi, chứ còn tổng thể là rất đẹp nha. Form nó cũng là dạng form mềm mềm dễ xài. Rồi tiếp tục. Em có một cái túi này là túi du lịch nha. Túi du lịch này là của Valentino Garavani. Da bò phối với lại vải nha anh chị ơi. Đây cái logo này là cái logo Garavani, mà là cái dòng đắt nhất của Valentino. Phần màu nâu này là da bò dập vân cá sấu nha, phối với lại vải hãng rất là xịn luôn. Ở bên trong là lót vải luôn nha anh chị. Có một ngăn chỗ này, có ngăn khóa kéo nhỏ chỗ này, có cái tag hiệu ngay đây. Túi này thì người ta không có ghi made in nước nào, thương hiệu của nó là đến từ Ý thôi, chứ còn cái túi thì không biết made in nước nào. Nhưng mà nó made in nước nào cũng không quan trọng anh chị, quan trọng là cái nó xịn như vậy là mình xài ok rồi ha. Phối với da bò nữa, mình về cứ vô tư xài thôi. Khi mà mình để cái form vô thì nó là như vậy. Mẫu này nó vừa xài lắm, nam nữ mình xài ok nè anh chị. Nó không có to quá mà nó cũng không nhỏ quá. Mình đựng tầm từ 3 đến 5 bộ đồ là cái size này nó quá phù hợp. Mẫu này mình xách tay em nha, không có dây đeo nha, không có thiết kế dây. Rồi em để demo như vậy ha, demo cho anh chị xem thôi. Rất là xịn nha anh chị. Mình cầm cái túi mình biết nó xịn rồi. Size ngang là 41 nè, cao lên là được 24, độ dày đáy là được 20 cm. Mẫu này em bán cho mình với giá là 750 ngàn. Cái phần này da xịn cực kỳ luôn. Mã số là K11, giá 750 và độ mới siêu cao. Mình đang mua hàng hãng của Ý á, cho nên là giá vài trăm ngàn ok ha. Khoen khóa chỗ này người ta dập hiệu hết luôn nè anh chị. Nói chung là cái này xịn, chứ không phải là cái dòng mà chỗ này nó là da tổng hợp thì cái giá nó khác nha. Chỗ đó nó da bò và nó xịn lắm, cầm bên ngoài xuất sắc. À cái túi này là hồi trưa này em có chụp hình sơ qua nè. Túi này là hàng hiệu của Đức, thương hiệu Gonfil của Đức anh chị. Gonfil của Đức, túi này của nam nha. Form này là form đeo chéo hoặc là mình xách tay, của dành cho nam bằng da bò hàng hiệu của Đức. Và riêng cái túi này thì được made in Japan ha, sản xuất tại Nhật. Size ngang của nó sẽ được là 22, cao lên là được 28 nè, độ dày là được 7 cm. Rất là đẹp luôn, độ mới góc cạnh, độ mới phần da là quá đẹp, phải trên 88-89% ha. Góc sờn rất là ít nha, dường như là không đáng kể luôn. Dây đây,
dây mình có thể tăng chỉnh thêm được chỗ này đó, mình có thể tăng chỉnh thêm nha. Mẫu này thì là của nam xài rồi, ở trước đây có ngăn anh chị nha, ngăn này thì cũng lót vải luôn ha. Để bên trong chỗ này thì người ta có cái logo của Goldfield của Đức anh chị rồi. Nhưng mà cái túi này giá tốt anh chị ơi, nó không có giá quá cao. Bình thường là Goldfield mà đụng vô túi này tầm tiền đầu hai trở lên á. Gần đây thì lâu lâu em có về được một số cái giá rẻ, mình mua được giá rẻ thì bán giá rẻ thôi. Đây bên trong đây là người ta sẽ lót vải dập hiệu nha anh chị, lót vải dập hiệu. Nhưng mà cũng dường như là lần đầu tiên em gặp túi Goldfield mà họ được made in nước Nhật nha. Đa số là mình gặp hàng handmade in Japan, in Germany thôi. Cái này là hàng thương hiệu của Germany ha, nhưng mà nó được made in Nhật Bản. Cái này người ta sử dụng rồi cho nên là có một vài cái vết mực bút bi ngay chỗ cái tay em nè. Nhưng mà kệ nó nằm bên trong thôi anh chị ơi, kệ nó đi, không sao đâu. Chị báo nếu mà anh chị muốn mua tặng thì nó hơi bất tiện khi tặng thôi, chứ còn các anh mua xài là cái này là quá đẹp luôn và giá siêu tốt luôn nha anh chị ơi. Giá của nó sẽ là 1450, anh chị chốt giùm em mã số là K12. K12 giá là 1450 cho cái túi này nha. Bình thường là Class thôi là nó đã giá 2 triệu 6 đồ rồi đó anh chị. Nhưng mà cái này thì giá tốt ha, mình có đang cần thì mình chốt cái này giùm em. Độ mới rất là ổn luôn, hàng si nhưng mà còn rất là mới nha. Rồi nam nếu mà mình không thích cái đó thì em có cái này nữa nè, cái này đẹp cực gì kỳ nữa, nhưng mà dành cho anh là gu mộc nha, hàng hiệu Brie đó anh chị, Brie nè. Hiệu này thì em cũng có giới thiệu qua được chắc cỡ dưới 10 món á, mấy năm bán túi nhưng mà em bán chắc dưới 10 món của thương hiệu này. Và một thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ Ba Lan anh chị ha, và họ chuyên gia làm da mộc đó. Và thường thường mình hay thấy cái màu này nhất nè đó, thấy cái hiệu này là biết cái màu này rồi đó. Đó túi này thì dành cho nam luôn, mẫu này rất là đẹp luôn. Nhưng mà dĩ nhiên da mộc thì nó không có mới ken và nó không có cái kiểu mà thanh lịch giống như cái kia. Gu này sẽ là gu anh nào mà thích da mộc, khi mình xài da mộc thì nó khó hơn cái da kia. Cái kia mình xài mình quăng hoặc vô tư, da mộc đụng miếng nước miếng dầu thôi là nó đã có những cái đốm đồi mồi lên nước rồi rồi anh chị ha. Mình lưu ý là anh nào mình đã thích thì mình thích da mộc và mình muốn thích cái túi này thì mình hãy lấy cái này ha. Còn da mộc thì nó hơi khó xài hơn mấy cái kia nha, khó bảo quản nha. Size ngang là được 34 nè, cao lên là được 26, độ dày của nó là được 8 cm. Cái da mộc của cái Brie này nè, người ta không có thuộc thảo mộc anh chị, cho nên là mình không có nghe cái mùi thơm thảo mộc, nhưng mà nó sẽ là cái mùi da, có mùi da nha, nhưng mà không phải khó chịu mà kỳ cục mình không ngửi được anh chị. Cái mùi nó cũng rất là bình thường thôi ha, chứ không phải như có nhiều anh chị thì mình ngại mua cái túi da bò mình sợ có mùi mùi da nó khó chịu, nhưng không hề khó chịu, rất là bình thường anh chị ơi, sản phẩm thôi. Rồi mở ra bên đây, trong đây nè, thường thường á cái màu của nó nguyên bản nó phải là như vậy nè. Bên ngoài này thì mưa nắng gió sương rồi nó đậm hơn tan chút nha, bên đây thì được bảo vệ hơn cho nên là cái màu nó còn giữ được màu sáng hơn chút. Có rất là nhiều ngăn đó, nhiều ngăn cho các anh mình đựng ha. Từng cái nút nhỏ này người ta đều dập chữ Brie hết luôn, đẹp. Rồi có dây đeo chéo nè, dây này mình tăng chỉnh bằng cách là mình đẩy lên đẩy xuống giống như mấy cái túi của các cô đó, rồi mình tăng theo cái sợi, theo cái nút này nó tới đâu thì mình đa tăng tới đó nha anh chị. Dây nguyên bản luôn, xịn sò cực kỳ. Bên trong này là lót da, có cái tem Brie đây, có cái một cái này là để mình kiểu như gắn cái ví hay là móc khóa gì đó anh chị. Chỗ này anh chị thấy nó như vậy là tại vì có cái miếng lót da ngay đây, người ta sẽ kiểu người ta dán cái keo lên đây nè. Này mình về mình có thể lấy cái keo mình dán hoặc là mình cứ để vậy thôi cũng không sao. Cái phần keo người ta dán lâu quá đó, cho nên là nó hơi bị bung một chút xíu, một hai lớp thôi. Còn bên dưới là ok nha. Lót bên trong là người ta lót da, một số chỗ là người ta để nguyên miếng da, một số chỗ là người ta đắp thêm cái miếng da da lộn ha, giống như da heo vậy, đẹp lắm. Rồi nó như vậy nha anh chị, một số chỗ nó phải có như vậy ha, chứ nó không mới ken, tại vì nó cũng là da mộc, nó dễ vấn đề này dễ vấn đề kia, nhưng mà nó được như vậy là đã cũng mới lắm rồi đó. Rồi túi Brie này em bán cho mình với giá là 1350, chốt giùm em mã số là B, nhầm, K13 nha anh chị, K13 giá là 1350 ha. K13 1350. Túi nam thì dường như là em đợt này em về được chứ em chưa khui hết nữa. Bữa nay thì em khui được hai cái này là nam thôi đó. Còn lại như là nữ không à. Còn em để hàng nó về liên tục ha anh chị, mà nó không có một lượt cho mình đâu. Ngày ít ít vậy đó, cho nên là em chưa biết ngày mai có gì đâu anh chị ha. Rồi em có một cái túi này bằng da bò, còn cả tem luôn.
Hàng này dành cho nữ nè, xịn lắm. Mẫu này đi làm công sở là ok luôn anh chị, rất mới. Còn tem như vậy luôn anh chị nha. Tem đi, attention gì nè. Mà cái size của nó là 33.5 x 16 x 11 cm. Em hành khay gì đó tiếng Nhật đây ha, made in China. Mấy này là kiểu như người ta lưu ý cho mình khi sử dụng đồ da đó mà, chứ không có gì phải suy nghĩ đâu. Size ngang là được 31 nè, cao lên là được 15, độ dày của nó là được 12. Mẫu này thì mình xách tay hoặc là dạng mình kẹp nách nha, nhưng mà em thấy xách là đẹp rồi, góc cạnh thì còn rất là đẹp. Ở trên đây thì nó có một hai cái đen đen này, không biết là dính bụi hay sao, để em lau thử, không hết thì thôi nha anh chị, trước khi gửi cho anh chị em lau thử nha. Nhưng nó cũng không ảnh hưởng gì hết, nó nằm bên trên này thôi. Một hai cái đốm này giống như là nó bị dính cái gì đó thôi anh chị, nhưng không biết lau hết không. Chỗ này nó cũng hơi hơi ố ố chút xíu chỗ cái lót. Rồi bên dưới này thì lót ok nha, bên dưới này là lót vải, có một ngăn khóa kéo chính giữa nè, lót vải dập hiệu, cái hiệu của nó là Torexi đó. Cái này xinh nha, cái này để em coi cái giá của nó bao nhiêu, em chưa nhớ cái giá của cái túi này. Đồ gốm đồ này kia, áo đồ này kia là em chuẩn bị trong 2 ngày cuối tuần là lên liên tục anh chị nha. Cho nên là anh chị nào mà mình chưa còn hàng gấp hoặc là mình muốn gom một đơn nhiều nhiều á, thì anh chị cứ ghi giùm em là gom đơn ha. Còn ai muốn gửi liền thì mình nhắn giùm em gửi liền, tại vì em để dành thời gian để em giới thiệu hàng cho được nhiều á. Rồi túi này em bán cho mình với giá là 690 ngàn nha, 690 ngàn. Thông thường á, những cái form hộp á, thì giá nó sẽ cao hơn những cái form khác anh chị. Form hộp giá nó phải cao hơn, tại người ta làm cực khổ hơn và khó làm hơn mà. Rồi cái này mã số là K14, giá là 690 ngàn, quá rẻ, rất mới luôn, bằng da bò. Rồi em có một cái túi, túi da bò tiếp nè. Nó túi này thì cái màu nó nhạt hơn cái túi đó một chút nha, mà nó giống cái túi Brie vậy đó. Mã này cũng nữ nha, và nó cũng mới, không thua gì cái túi Brie ở túi mới vừa qua đâu, rất mới luôn, đẹp luôn anh chị, và không có vấn đề gì hết. Túi nãy này còn hơi hơi sợ sợ đốm đốm ở trên ha, túi này không có vấn đề gì trơn, quá đẹp. Không biết có hiệu không để em xem nha. Trời ơi, túi này xuất sắc lắm nha anh chị, túi này đi tặng được nha. Size ngang miệng là được 34, cao lên là 22, độ dày của nó được 12 cm, dáng sách như vậy giùm em nha, quá trời đẹp luôn. Màu cũng đẹp, dáng cũng đẹp nên chị, bằng da bò ha, có hai nút hết hai bên. Rồi hàng hiệu của Marie, hàng chi nó đẹp, hàng hiệu của Pháp nha anh chị ơi, bởi vì hàng hiệu cái là nó khác liền. Đây hàng hiệu Marie của Pháp nha. Rồi có một cái ngăn lớn như vậy, và cái túi này thì mình có thể tháo rời ra được thành một cái túi nhỏ riêng nữa nè, thành một cái clutch nhỏ riêng. Cái này là cái ngăn á mà mình tháo ra được, người ta chưa tháo siêu luôn nè. Túi này xuất sắc, chị nào thích hàng ý thì mình lấy liền cái này nha. Lót bên trong là sạch đẹp không vấn đề, quá đẹp luôn. Một mình nó riêng như vậy mình vẫn xài được, hoặc là mình thích thì mình gắn cái này vô làm một cái ngăn ha. Mẫu này em bán cho mình với giá là 880 ngàn, chốt giùm em mã số là K15. K15 giá là 808 cho cái túi này, quá đẹp luôn. K15 nha, rất mới luôn, mua hàng si mà giống như Line New, hàng châu Âu anh chị. Có 880 ngàn thôi. K15 giá là 880 cho cái túi này. Để bỏ vô bọc đi để nó trầy. Này nó chưa có vết trầy luôn anh chị, thấy cưng chiều. Rồi, em có một cái túi này của thương hiệu Renoma. Cái này còn cả túi vải nha. Túi vải của Renoma này còn luôn. Đó, túi này đẹp lắm, bằng da bò màu cam đậm, màu nâu cam đậm anh chị. Túi này thì dáng nó chỉ là xách tay thôi, không có thiết kế dây. Độ mới này khoảng cỡ 87-88% cộng. Chất liệu da bò xịn nha anh chị ơi. Size ngang chỗ cái bụng này là được 26 nè, ngang miệng 22. Cao lên nó là được 22 luôn. Độ dày của nó là được 10 cm. Hai bên hông này là người ta không có làm cái viền á anh chị. Nó không có làm cái viền màu đen nha. Thường thường mấy cái da khác thì mình sẽ thấy nó có cái viền. Để em kiếm coi cái nào mà nó có cái viền cho anh chị đi. Đây đây, cái mới vừa rồi đó. Thì thường thường á là ở hai cái mép da đó đó, người ta sẽ làm cái viền màu đen như vậy ha. Chạy cái viền á, nhưng mà riêng cái túi này người ta không có làm viền màu đen. Cho nên là mình nhìn thấy cái sớ da chứ không phải là nó cũ nha anh chị ơi. Rồi, nhưng mà túi này có qua sử dụng rồi, có trầy móng tay sơ sơ, độ mới 8 mấy%. Nhưng mà rất là xịn cho một cái thương hiệu lớn nha. Hiệu này của Renoma của Pháp. Renoma mà cái mẫu này thì mình cũng ít gặp, chứ không phải thường gặp. Rồi bên trong lót vải sạch đẹp luôn anh chị ơi. Một ngăn lớn, một ngăn đắp nhỏ nha, có tag Renoma để mình test da ngay đây. Đẹp ha, mẫu này là chỉ xách tay thôi. Rồi gài này qua vậy.
sách tay không có thiết kế dây phía sau đây. Cái khoen này là bằng kim loại làm màu vàng đồng chứ không phải nó cũ nha. Cái quai thì nó có nhăn nhăn, nhăn là tại vì người ta làm cái bo đó, chứ mà bằng da thật thì mình xài cũng vô tư ha. Em bán cái này cho mình với giá là 850, chốt giùm em mã số là K16. K16 giá 850 cho cái túi này, còn cả túi vải nha anh chị ơi. K16 giá 850. Túi này đáng lý phải tiền triệu á, nhưng mà do người ta sử dụng rồi cho nên là em bán nhanh luôn. Chứ mà nó mới nhỉnh chút xíu thôi nữa là giá siêu cao. Rồi cái này á, là một cái ba lô bằng da. Để coi bên trong trước nè, em để cái form nha. Cái bên trong là người ta lót vải bố nè anh chị ơi. Lót vải bố và nó cũng có kiểu xài rồi đó, nó cũng hơi dính dính bẩn chút xíu chứ không phải là mới ken ha, nhưng mà không có cái vết nào là quá đáng đâu anh chị. Ở bên ngoài là da bò, bên trong là lót vải bố luôn, đẹp luôn. Rồi. Em để cái form vô. Mẫu này thì miệng rút nha, miệng rút bút két. Cũng không vừa với A4 đâu, mẫu này thì dễ mình đi du lịch hay là đựng đồ linh tinh đồ cá nhân anh chị, với A4 thì không vừa. Đây, cái miệng là mình rút như vậy chứ không có nút hít nha, không có khóa kéo. Đó, miệng rút như vậy rồi đẩy cái nắp này lại. Rút xong đẩy cái nắp lại ha. Trên cái nắp thì nó có hơi trầy, hơi dính dơ. Rồi, ở dưới này có thêm hai ngăn nhỏ nữa. Quai là quai trúc thật luôn. Cái này cũng đẹp quá anh chị ha. Nhưng mà độ mới nó cỡ khoảng 82-83% thôi, không mới ken. Nhưng mà cũng không có rách lỗi chỗ nào nha. Ba lô bằng da thật luôn đó anh chị. Cao lên đó là được 30 nè. Bề ngang đáy là được 26 nha. Lưu ý cái này hàng si nha, có độ cũ nha chứ không mới ken. Nó đẹp, nó chất thôi chứ nó không mới ken ha. Và cái quai trúc mà ba lô quai trúc như vậy cũng hiếm khi gặp lắm. Em bán cái này cho mình với giá là 750 ngàn. Chốt giùm em mã số là K17. K17 nha, giá 750 cho cái túi này. Mã số là K17 nha anh chị ơi, rất là đẹp ha. Rồi, em có một cái sản phẩm này. Cái này là cái set khăn nha anh chị, khăn mà hộp gỗ luôn nè, quá trời xịn luôn. Khăn của Nhật các anh chị, khăn này mình mua tặng được nha. Khăn này mới chưa qua sử dụng nha anh chị ơi, còn cái hộp luôn và hộp của nó là hộp gỗ như vậy. Quá trời VIP. Hàng được made in Japan luôn nha. Mấy cái khăn này thì một số cái người ta có cái kích thước á, cho nên là em không có bung ra, tại bung ra rồi mình xếp lại không đẹp được vậy ha. Đây, kích thước của nó sẽ được có là 60 nhân 120. Đó, tức là tới 1m2 lận nha. Cái này made in Japan nè. Nó là một cái khăn tắm anh chị ơi. Trời ơi mà tặng xịn lắm. Và anh chị thấy cái logo này quen không? Cái Imperbo gì nè, là cái này hôm trước lúc mà đợt bán khăn đó em có sợ thử anh chị. Thì đây là một cái địa điểm du lịch nổi tiếng ở Nhật, ở dưới cái chân núi nào đó đó. Thì trước đây là người ta sẽ có những cái ngôi đền ở trên núi đó, rồi khách tứ phương người ta đến để người ta thắp hương đồ đó ha. Thì bên Nhật người ta cũng tín ngưỡng. Rồi sau đó thì những người dân ở đây người ta mới có cái làng nghề thủ công, là người ta làm những cái khăn này nè, người ta tặng cho những cái người mà đi đến để thắp hương hành hương đồ đó. Rồi sau này tặng từ từ thì cái nhu cầu người ta có, cho nên có những cái hợp tác xã, những cái công ty người ta đứng lên, người ta bán những cái sản phẩm của quê hương người ta, và sau này những cái sản phẩm này rất là nổi tiếng để xuất khẩu ra nước ngoài luôn. Thì đó là cái thương hiệu và cái logo này đó. Thì theo em nhớ là kỳ đó em search ra nó như vậy ha, cho nên là về chất lượng á, thì anh chị yên tâm, mà mình nhìn nội cái nhìn cái hộp này là mình thấy uy tín rồi anh chị nha. Và bên trong đây là một cái khăn tắm hàng hiệu của Nhật, Made in Japan. Size của nó sẽ được là 20 nhân 120, tức là tới 1m2 lần đó, rất là xịn luôn nha. Hộp đó là hộp gỗ như vậy luôn. Anh chị nào thích cái này thì mình chốt giùm em mã số là K18. Em bán cái này cho mình với giá là 390 ngàn. Mã K18 nha anh chị ạ. K18 giá 390. Bình thường cái khăn to to như vậy mình mua trong siêu thị cũng là 200-300 ngàn gì rồi. Nhưng mà nó sẽ là hàng Trung hoặc là hàng gì đó mình không biết ha, còn này là hàng của Nhật. Rồi em có một cái set này. Set này thì nó hơi cái hộp nó hơi cũ cũ nha, để em coi bên trong nó có vấn đề gì không. Hiệu của nó là hiệu Levi's. Levi's là cái lá hả? Hiệu cái lá hả? À, đúng rồi, cái lá thiệt nè anh chị. Nè. Hai cái khăn ha, cái này chắc là khăn mặt rồi anh chị ơi. Mà cái này là dạng size khăn mặt nha. Giờ tháo ra là bắt đầu xếp lại không được đẹp giống vậy. Đó.
Nó sẽ là size khăn mặt nha anh chị ơi. Khăn mặt cái tầm khoảng 40-45 đổ lại thôi. Gồm có hai cái khăn mặt, một cái màu xanh, một cái màu trắng rất mới luôn. Đó, trong cái hộp như vậy luôn ha. Và cái hiệu chiếc lá luôn. Và cái màu xanh là xanh lá luôn, logo hình hai chiếc lá luôn. Đẹp lắm. Còn hộp luôn như vậy nha anh chị ơi, hàng hiệu ha. Hai cái khăn mặt này em bán cho mình với giá là 200. Chốt giùm em mã số là K19. Giá 200 ngàn cho cái set này. Mã K19 giùm em ha. Giá 200. Rồi, tiếp tục. Ồ, khăn của Đát nè anh chị ơi. Đát London nè. Hiệu Đát là mình hay gặp ở túi xách đó. Hiệu này là của nước Anh. Và cái này là set khăn để em coi có nó có vấn đề gì không nha. Bên ngoài nó có cái bọc, đợi em tí xíu nha. Rồi, hiệu của Đát nè. Đát này của London. Trời ơi, xuất sắc luôn. Bên trong này là hai cái khăn mặt với cái khăn tắm đó anh chị, đẹp lắm. Nhưng mà người ta không có ghi cái size rồi làm sao đây? Không ghi size. Không ghi size, mở bung ra rồi cái không có làm lại được anh chị ơi. Nè. Cái hiệu, ô cái dòng của nó đây. Cái gì? Cái mã số đó. Để coi cái chữ Nhật này là người ta viết cái gì. Bây giờ mình bung ra thì nó sẽ lại xấu cái khăn khi em gửi cho anh chị nha, nhưng mà cũng phải bung thôi. Không bung thì sao đo được. Tại em tí xíu nha, em dịch cái chữ này ra cái thì chắc cũng là hướng dẫn mình này kia. Mềm mại và dẻo dai bằng bông khăn lao đó. Rồi, nói chung là ghi đó, cái chữ này là mềm mại và dẻo dai. Đẹp quá à. Trời ơi, cái màu của Đát nó xịn cực kỳ luôn đó anh chị ơi. Xuất sắc nha. Một cái khăn này tầm cỡ 70 á anh chị. Nó lỡ rồi bung ra luôn đi. Nè. À, ngang của nó sẽ được có là 32 nha. Ngang này là được 32. Chiều dài của nó sẽ được có là 35, 70 nè. Cái này là khoảng 78 nha. Khoảng 78 em đo hảo hảo anh chị nha, thì nó từng tầm đó thì mình biết được cái khăn nó cũng to rồi ha. Cái này mình mua sử dụng trong gia đình, mua tặng hay là mình đi công tác, đi du lịch gì đó mình đem theo là quá tiện luôn đó. Khăn này là một cái khăn tắm và hai cái khăn mặt nha. Khăn mặt này cũng tầm size cỡ 40 anh chị, hai cái này rất đẹp. Rồi với cái khăn tắm là size cỡ 78 nhân với lại 32 35 ha, đẹp lắm đó. Để em bung nữa là nó không được đẹp giống gì đâu. Rồi, set này em bán cho mình với giá là 390 ngàn luôn. Set này gồm 3 món lận nha. Đó, 390 ngàn rất rẻ nha. Hai cái khăn tắm. Ủa, một cái khăn tắm với hai cái khăn mặt ha. 390 mã số là K20. 390 ngàn mã K20 giùm em. Rồi ơi, tháo ra xong rồi gắn vô nãy giờ chưa được nữa anh chị. Để em bỏ ra đi, để sau đó thì có thời gian em ngồi em xếp lại nha. K20 390 rẻ anh chị ha. Bình thường trước đây á, đợt mấy đợt khăn trước á, thì nhiều khi nó không có giá tốt, thì đợt nào được giá tốt thì em bán giá tốt hơn chút thôi. Chứ còn mấy này là hàng châu Âu thì giá nếu mà mình mua mới đó thì nó rất là mắc, chứ không có rẻ như vậy đâu, vài trăm ngàn đâu. Rồi em có một cái khăn này ghi chữ gì natural. Natural này. Cái này đẹp quá vậy. Natural cotton. Gồm có hai cái khăn tắm. Hai cái khăn này Google dịch coi. Cái này nó sẽ là bằng bông tự nhiên anh chị ơi. Ghi là đây, sản phẩm này bằng bông tự nhiên, chất liệu cô tâm tự nhiên để sử dụng hàng ngày. Đơn giản ấm áp gì đó. Rồi nó có cái này. Cái này là dạng giống như mình tắm mà mình nó có kiểu như nó hơi sơ sơ đó ha, mình về mình sử dụng để tắm hay sao đó. Cái này cũng giống vậy, cái này dạng như bông tắm thì kèm theo nha, mà đẹp lắm anh chị. Còn cái khăn á thì nó sẽ là dạng khăn tắm, mà khăn tắm cũng tầm size cỡ 70 đó anh chị. Hai khăn tắm hai bên nha, tầm size cỡ 70 đó, chứ không phải là khăn lông nhỏ nha đó. Nhưng mà nó sẽ là 100% cô tông mềm mịn, thì những cái này mình xài cho em bé được nha anh chị ơi, rất là xịn luôn ha. Mẫu này thì 1, 2, 3, 4 món luôn. Anh chị chốt giùm em cái này mã số là K21. Em bán cho mình với giá là 400 ngàn. Mã K21 giùm em. Giá 400.
K21, cái này người ta có chứng nhận cho mình nó là bông cô tông 100%, cho nên là an toàn nhẹ dịu. Mình xài cái bé sơ sinh đâu đó cũng được. Rồi tiếp tục. Máy này gì bự 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 không đây. Hàng về nhiều lắm. Rồi cái này là một cái set cũng là dạng bằng vải luôn nè. Cái hộp á, thì nó hơi cũ ở phía dưới này thì kệ nó ha. Cái hộp thì không vấn đề đâu. Mình tặng thì mình cũng gói lại thôi anh chị. Sản phẩm chưa sử dụng là ok rồi. À không, cái này không tặng được. Cái này mua xài thôi. Nó có hơi hơi ố ố. Cái này mình giặt giùm em nha. Cái này là cái gì ta? Cái này là cái vỏ gối anh chị ơi. Vỏ gối mà nó đẹp vậy nè anh chị. Ren phối với lại vải, dạng như vải kaki nha. Nó có bị ố như vậy. Mình về mình ngâm tẩy mình giặt là nó sáng là đẹp anh chị ha. Đẹp quá. Nhìn nó kiểu như là nó mộng mơ nhẹ nhàng, cô gái nhẹ dịu anh chị ha. Đó. Nhẹ nhàng chị nào thích thì mình lấy nha. Cái này thì nó là dạng cái vỏ gối vuông. Size của nó là 52. Đúng rồi, khoảng 52 nha, khoảng cái hình vuông 52. Có 1 2 3 4 5 cái ha. Mà sao em thấy bên Nhật người ta làm gì cũng năm nha, chứ không có làm sáu giống như mình đâu. Ví dụ cái bộ ấm trà đồ này kia nó cũng năm hả anh chị, không có sáu á. Mình thì trên bàn, ở trên bàn của mình là thường thường là sáu ghế thì mình có sáu cái ấm chén ha, nhưng mà người ta không có. Em thấy đa số là năm mà. Rồi, cái này thì có 5 cái như vậy, à, nó chỉ dơ thôi, mình về giặt thôi chứ chưa chứ không phải là qua sử dụng rồi đâu nha, chưa qua sử dụng. Rất là xịn luôn ha, mình về mình ngâm giặt giùm em ha. Mẫu này em bán cho mình với giá là 320 thôi. Mẫu này thì cũng hơi ít đó, bình thường khăn đồ này kia thì có chứ còn như vậy thì nó hơi ít nha. Mã số là K22, giá là 320 ngàn cho cái set này. Cái này mình làm gối tựa hay là đệm ngồi gì này kia cũng quá ok ha. Rồi nó như vậy. Đó. Đâu rồi, cái nắp đâu rồi? Đây, 320 ngàn, mã số là K22 dùm em. K22 giá 320. Rồi, vài món nữa đây chị. Rồi, ngày mai thì em lên tiếp nha. Tại vì bữa nay á, hàng cũng về liên tục, em khui liên tục á. Em lên, em quay video hơi trễ. Này gì đẹp đẹp nè. Em còn mấy cái đồ, đồ gốm, đồ gia dụng quá chừng luôn kìa. Nó về xong mình em lo khui hàng á. Tại vì nó đẹp quá. Rồi cái này là một set của Granada Stylist Sarasa. Đấy còn hộp nha. Rồi xuất sắc luôn. Bên trong đây thì có hai cái khăn. Họa tiết quá đẹp. Cái này mua tặng được anh chị. Mới nha. Mới rất cao. Khăn này là khăn gì đây? Khăn này cũng là khăn tắm luôn, khăn tắm dạng khăn tắm cá nhân á, cỡ tầm 70 đó anh chị, 70 75 đổ lại nha. Với bề ngang nó khoảng 35 đổ lại, bề xuôi thì nó khoảng 70 75 đổ lại ha. Set hai cái khăn quá trời đẹp luôn, hàng hiệu nha. Có cái tem Nhật luôn anh chị ha. Hàng hiệu mấy cái hiệu này thì đa số là hiệu của châu Âu, nhưng mà tem là tem Nhật thì tại vì người ta bán cho bên Nhật, bán ở thị trường Nhật thì người ta sẽ làm cái tem Nhật á anh chị. Giống như ở Việt Nam mình đồ bán ở Việt Nam mình cũng phải có cái tem tiếng Việt á, thì bên Nhật cũng vậy. Để mà mình biết được cái hàng đó là bán ở nước nào, với người dân nước đó người ta đọc được chứ mình viết tiếng Anh đồ không sao người ta đọc á, dạng vậy á. Rồi còn hàng nội địa Nhật thì là em nhớ lúc trước á thì hàng nội địa Nhật là em theo em biết là người ta không có viết tiếng Anh luôn, người ta viết hoàn toàn tiếng Nhật hết luôn đó, thì không biết có cái nào khác biệt không nha, thì theo em nhớ là vậy. Còn này là hàng châu Âu và bán tại Nhật ha. Set hai cái khăn này em bán cho mình với giá là 390 ngàn. Mã số là K23. K23 anh chị ơi, giá 300 mấy rồi. 390 ngàn mã K23 giùm em. 390 mã K23. Đẹp quá. Khăn mình cầm lên mình thích ghê luôn anh chị ơi. Mấy này anh chị mua tặng đi. Tặng là quá đẹp. Set này của là Beverly Hills Polo. Xịn nữa nè. Hàng nghe tên là biết hàng hiệu châu Âu rồi. Hiệu Polo mình không có xa lạ gì anh chị. Túi xách hay là em có bán áo, bán vớ đồ của hiệu này. Đấy. Hiệu này thì cũng còn cái hộp nha. Cái hộp giấy cũng hơi xấu xấu nha. Nhưng mà sản phẩm trong thì người ta đẹp. Đấy. Một cái khăn thôi. Trời ơi, xuất sắc quá. Đây. Đẹp lắm anh chị. Cái này để coi nó là khăn size bao nhiêu. Trên tem thì không ghi size anh chị ơi. Tem không ghi sai cho nên bắt buộc em phải mở nó ra.
Nó là một khăn tắm to nha. Thằng này to anh chị. Đây đây. Polo club này. Hai sashi chấm cô chấm gì đó. Người cũng không ghi sai luôn chứ. Rồi sai ngang đây. Sai ngang của nó là khoảng là 58 anh chị. Cái chiều dài của nó sẽ được là khoảng 1m2 nha. Khoảng 1m2 là cái chiều dài. Còn cái sai ngang nó là 58 đến 60. Tại vì em đo không có thẳng ra đó, cho nên nhiều khi nó sai số ha. Khăn của Beverly Hills rất là xịn luôn. Khăn này mình tặng ok. Hàng hiệu của Pháp ha. Và được bán ở thị trường của Nhật. Còn tem Nhật đồ đầy đủ luôn. Còn hộp đồ đầy đủ luôn. Xịn lắm. Mẫu này em bán cho mình với giá là 400. Chốt giùm em mã K24. Giá 400 ngàn nha anh chị. K24 giá 400. Rồi, em tạm kết thúc video này ở đây anh chị nha. Hy vọng là cả nhà mình đã thích những cái sản phẩm trong video này. Hẹn cả nhà vào ngày mai và ngày mốt là hai ngày cuối tuần thì em liên tục lên video anh chị nha. Lưu ý là anh chị nào mình cần hàng liền á, thì mình có thể nhắn giùm em là gửi liền. Còn không thì mình dồn đơn. Thứ hai em đi đơn anh chị nha. Để em dành thời gian em giới thiệu hàng anh chị nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều và hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Bye bye.